anh chị, đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em lại tiếp tục xuống cano và đi, em lại tiếp tục ở cano và quay clip cho mọi người xem. Hiện tại thì đã lặn lên sông Hai Tăng rồi. Giờ thì đang chuẩn bị nấu ké ăn cơm ha. Em thì cũng quay cho quý cô chú anh chị xem một buổi anh em ở dưới cano ăn cơm khuya thì như thế nào. Đây. Giờ thì đã 12 giờ rồi mọi người. Giờ thì đã 12 giờ rồi. Đây, xô cơm thì cũng để đem tới đằng trước. Đây. Quảng đại xuống luôn mai về lấy lần. Ôi. Lấy mà chạy. Đây, hôm nay ăn rất là nhiều ké luôn. Đây, ké bê cầu ha mọi người. Đây, ké này là ké bê cầu. Ké bê cầu thì ké này rất là đắt tiền luôn. Ké này thì là ké xuất khẩu đi nước ngoài đó mọi người. Đây, con rất là to luôn. Đây. Bữa nay thì channel của em ăn ké bê cầu. Đây. Lụa luôn hả? Nhất nát. Đây, ở này có mực nữa mọi người. Đây, có mực lé nữa. Rất là nhiều. Đây. Cái nhục lợn còn là chín. Đây, bọc. Mực lé ha. Đấy. Lấy có ảnh được ha. Đây, em Vũ thì cái lò ga của cano em thì bỏ ở dưới cá hầm này. Giờ thì bỏ vô trong đó nấu thôi. Chờ một chút chín lên thì bắt dướng xuống ăn thôi mọi người. Đây, còn thời gian chờ đợi thì mấy anh em ngồi ở trước nghỉ ngơi ha. Vừa lặn lên sông Hai Tăng thì rất là đói luôn. Nó thật là đói lắm. Cho nên mấy anh em ngồi ở trước nghỉ ngơi một chút. Đây, chén. Nè mọi người, chén đũa, nước mắm với lại cá sô cơm nữa. Anh em chuẩn bị đầy đủ rồi. Giờ chỉ chờ ké ở đằng sau nó sôi lên nữa là đem tới ăn được rồi. Đây, sô cơm ha mọi người. Đây, sô cơm. Sô cơm thì anh em đem ở ghe lớn đi. Nấu ở trên ghe lớn đem đi. Chứ xuống cano thì không có nấu cơm. Xuống cano chỉ nấu ké. Nấu ké để ăn thôi. Đấy. Cái chè kia body đây. Đấy, ké thì cũng chín rồi mọi người, giờ thì đem tới để ăn thôi. Ké là mực thôi là chơi. Anh ngồi quẹt mặt.
rất là ngon luôn. Quay rồi ơi, ngó cả mực. Đây, lấy đũa. Cái gì? Ngon lắm mày. Rồi, đốt. Rồi, giờ mời quý cô chú anh chị ăn cơm cùng với lại Keno của em ha. Rồi, ôi ái cà son về cho nó. Đó. Đi anh bò giết người. Nó cũng là ờ kiểu quá. Bọt luôn cho nó ngon. Ơi. Quay thả cái ớt đó cũng đu sờ mắt. Đây, mực lá mọi người. Anh Hoa với anh em. Chúng là cờ có quay tay hiệu luôn ạ. Quay tay lưới luôn. Hay đâu. Nào mọi người. Mời mọi người ăn mực ha. Ừ. Bịt lào lộ mẹ ngon. Đây, cái bịt lào ha mọi người. Cũng tạm
luôn. Cái này thì cái này thì ngon khỏi phải bàn rồi. Rất lâu luộc ngon mà. Thôi mày trầu quá cho đồng ngon. Cái sức khoa mày biết ngon. Trời ơi. Mày em đón đùa mày là mấy ngày kia. Mày hoa là ngày kia. Cái sức khoa mày. Bây giờ mày đi vô làm ghe mua ăn đâu nuôi đâu. Mặt hàng đó nó báo mua làm ghe ha. Cho hai ngón à. Thêm 1 ngày, 5 ngày kia. Còn có 1 ngày ngón à. Cảm ơn nước mắm. Rồi, giờ mọi người ăn. Mời mọi người ăn cái bạc lầu ha. Mình còn rất là nhiều luôn. Lơ lửa nữa. Nói ốm gầy. Ôi. Vì mà cắt dài lắm. Cái bẹt lầu bẹt ớt lông là thôi em cỡ to hàng ngoài chắc ấy tờ giá cũng được cỡ 180-200 mắc kinh khủng ngon. Cái bẹt lầu mắc kinh khủng ngon. Lúc đằng sáng trời ơi. Bé con hết. Rồi, mấy anh em thì cũng đã ăn cơm về dọn dẹp xong rồi. Em Vũ thì dọn dẹp đem son đem chén về đằng sau để bỏ xuống dưới hầm. Đây, ở trước này thì cống cơm hết rồi. Giờ thì anh em lại tiếp tục chuẩn bị ngồi nghỉ ngơi một chút cho xuống cơm về rửa mặt nạ để lặn tiếp tăng thứ ba ha. À, giờ thì ngồi nghỉ ngơi giữ mặt nạ một chút. Rồi ha, thấy uống nước thì nhớ mình chưa uống nước. Rồi, mấy anh em ăn cơm nghỉ ngơi cũng xong rồi. Giờ thì sẽ nhảy ha. Sẽ lặn tiếp tầng thứ ba. Rồi, em thì cũng đã vô đồ xong rồi. Giờ thì mời quý chú anh chị cùng theo chân em xuống dưới nước và đi bắt hải sản cùng với mấy anh em ở dưới nước ha. Đi thôi. Rồi, em thì cũng vừa nhảy xuống rồi ha mọi người. Nay giờ thì xì tay, giảm ép tay á, về thể tự do xuống dưới dạng san hô. Nước hôm nay em lặn thì cũng khá là sâu, khoảng 10 xả tay, tương đương với 16 mét nước. Đó, 10 xả tay thì giảm ép tay khoảng 1 mét nước thì một lần khoảng 16 lần. Rồi, giờ thì em cũng đã đáp dạng san hô rồi. Mời cô chú anh chị đi bắt hải sản cùng em ha. Đó, vừa nhảy xuống thì em lại bắt gặp được một con cá mó vẹt. Đây, tiếp tục lại là được một con hải sâm gai. Vừa nhảy xuống thôi mọi người. Con hải sâm gai rất là to luôn. Đây, đẹp quá. Mấy anh em trong biển mà gặp hải sâm gai thì khá là mừng luôn mọi người. Rất là khoái bắt hải sâm gai. Hôm nay thì cano của em, chú bè của em chạy đến cái điểm lặn là điểm hải sâm gai, nhưng mà không biết là hải sâm gai có nhiều hay không. Vừa nhảy xuống mà để được một con thì cảm giác rất là vui luôn. Đây, hải sâm gai giờ thì bỏ về vật. Hải sâm gai thì mấy anh em sẽ bỏ cái vật riêng ha, chứ không có bỏ chung với lại hải sản khác được. Đây, tiếp tục chạy tới chỗ này em lại bắt gặp được một con hải quỳ. Wow, rất là đẹp ha mọi người. Đây, có mấy con cá hề ký sinh nữa, con hải quỳ nữa. Mấy con cá hề đẹp ghê chưa.
Cá hề thì thường sẽ ký sinh ở trong con hải quỳ, sống ở trong con hải quỳ. Không có con hải quỳ thì cá hề ở sẽ, nó sẽ không có sống được. Đây, đẹp quá. Đây, chờ tới chỗ này em lại bắt gặp được một con hải sâm tiêu. Đây, hải sâm tiêu này thì giá tiền khá là thấp luôn, có 7k một con thôi. Đó, 7 đến 10k một con thôi. Nhưng mà anh em vẫn bắt ha, tại vì mấy con hải sâm tiêu này thì nhiều lắm. Hải sâm tiêu thì cũng như hải sâm cát, mấy anh em sẽ lấy phần nội tạng về mấy cái sợi tơ của nó bên trong ra. Đấy, thấy cái sợi tơ nó dính vào trong cây xiên của em. Đây, em vừa gặp một con cá nặng nhím. Đẹp quá. Cầm vô là nó phình lên luôn mọi người. Đấy, vừa xiên là nó phình lên như cái banh luôn. Rồi giờ xiên cho nó yếu đi rồi mới bỏ vào trong các vực toi được. Mọi người thấy con gì không? Đấy, là con cá rớn ha, thuộc là dòng họ với là con cá mắt quỷ. Rồi giờ bỏ vô trong các vực toi. Đây, chờ tới chỗ này em lại gặp được một con cá lắng. Để em xiên, mấy cá này lanh lắm mọi người. Rồi, được rồi. Mấy cá lắng này chắc là lanh luôn. Con này to nha. Con này thì cũng khoảng 500 đến 600 gram đó. Rồi. Rồi nó yếu rồi mọi người. Giờ thì bỏ vô trong cá toi. Đây, tiếp tục chạy tới chỗ này là gặp được một con bu nữa. Wow, rất là đẻ. Con này thì lắng, cái miệng của nó lắng đẹp lắm. Ốc bu mấy anh em về bán cho thương lái thì con này em cũng kiếm khoảng 50k. Wow, khá là đẻ. Có bu bắt cũng đẻ tay lắm mọi người. Chạy tới chỗ này là gặp được một con hải sâm sâu đỏ. Đây, đẹp quá. Rất là to luôn. Không biết là còn con nào nữa không đây. Thường hải sâm sâu đỏ mà anh em lặn biển gặp á, gặp cái chỗ nào mà có hải sâm sâu đỏ thì thường nó ở rất là nhiều luôn. Nó ở có đôi khi mấy anh em lặn khoảng 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì lên được khoảng hơn 100 con luôn. Rất là nhiều. Nhưng mà không biết cái điểm này thì ra sao. Đây, chạy tới chỗ này là gặp được một con hải sâm cát. Ở ngoài em thường gọi là hải sâm hổ. Con này thì rất là cứng luôn. Cái nẹt của nó rất là dày luôn nha mọi người. Bây giờ thì lấy phần nội tạng của nó ra. Đây, tiếp tục còn mực lá. Rồi, nó chạy rồi. Tiếc quá mọi người. Em định xiên lên để nóng mì gói. Ây da, chỗ này thì là gặp được một con cá mó vẹt. Con cá mó vẹt này khá là hiếm luôn mọi người. Đây, nó nằm ở dưới sâu này. Đây, hai con mắt nó màu đỏ. Hai mắt nó kiểu màu cam cam á mọi người. Nhưng mà cái thân của nó thì màu xanh tím. Mó này ở ngoài em thường gọi là mó xanh nước sâu nha. Đây, chỗ này thì là gặp được một con hải sâm sâu nữa. Hải sâm sâu tháng này thì thương lái người ta mua 40k một con. Đấy, khá là được tiền ha. Hy vọng thì sẽ gặp nhiều hải sâm sâu về hải sâm gai cắn để bắt về quay clip gửi đến cho quý cô chú anh chị xem. Nếu quý cô chú anh chị xem clip của em thấy hay thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ em ha.
Đây, chỗ này là gặp được một con cá lóc nhím nữa. Ủa, con này thì to lắm. Đây đây, nhìn nhìn nó vậy thôi chứ đụng vào một phát này nó phình lên rất là to luôn. Đây, giờ để em xiên và cho nó phình lên ha. Đây, thấy không mọi người? Nó phình lên từ từ kìa. Wow. Con này thì to lắm nha. Con này thì phải hơn 1 kg rồi. Rồi, giờ thì cũng để xiên cho nó yếu đi rồi. Bỏ vô con vật. Đây, chỗ này thì em đang có dây ký hiệu để ở lên em phú lên lên ghe, tại vì nước ở chỗ này thì sâu một chút, hơi sâu cho nên nó bị yếu cái hơi thở của em nó bị yếu á mọi người, cho nên phải dây ký hiệu. Đây được con hải sâm sâu nữa. Này em đi xuống chỗ này nước khá là sâu luôn, khoảng 20 mét nước đó mọi người, ấy khoảng 20 mét nước. Ủa, khá là sâu ha. Giờ thì sẽ đi lên lại. Chứ ở dưới nước sâu hoài thì cái hơi của em thở á, cái hơi ở cái truyền từ cano xuống xuống dưới cái vòi lặn để máy anh em thở á, nó sẽ bị yếu. Nó bị yếu thì có thể là không có thở nổi luôn. Nó rất là mệt luôn. Đấy, cho nên phải chạy lên trên. Đây, chạy xuống thì được một con cá nóc với lại một con hải sâm sao đỏ nữa. Đẹp quá. Đây, tiếp tục lại là con cá nóc nhím gai nữa. Đây, con này thì bé hơn con hồi nãy rồi. Món cá nóc nhím này mà đem cá nạc về nấu sẽ ớt thì thôi, họ ba chê luôn, ngon hết sảy con bè bảy luôn đó mọi người. Hoặc là chiên nước mắm cũng rất là ngon. Cái nóc anh em trong biển thường ví như là gà biển rồi, ăn ngon hơn cả thịt gà ở nhà luôn. Rồi giờ bỏ vô con toi. Đây, ở chỗ này lại gặp được một con cá mó vẹt nữa. Này, cá này ở ngoài em thường gọi là mó xanh răng. Có anh em, có nhiều anh em thường gọi là mó lúa. À, nhìn rất là đẹp. Này, đẹp kia chưa? Đẹp quá. Này, ở chỗ này là gặp được một con cá nóc nhím gai ở dưới cái tảng đá này. Cái điểm hải sâm gai hôm nay thì lại gặp được cá nóc nhím gai. Bắt hải sâm gai thì chưa có được nhiều, mới có một con thôi mà gặp cá nóc nhím gai khá là nhiều luôn. Hôm nay thì có lẽ là cái tăng này bội thu cá nóc nhím gai rồi mọi người. Cá nóc nhím gai thì mấy anh em đem về lấy cái da của nó về cái bong bóng để đem đi phơi khô, còn bỏ cái phần nội tạng đi và lấy cái nạc, lấy cái thịt của nó để cấp đông đem về. Đây, hải sâm sao đỏ nữa. Đẹp quá. Đây, giờ thì kéo cái vợt xuống để bỏ hải sâm sao đỏ vào. Rồi. Đây, tiếp tục hải sâm sao đỏ nữa. Chỗ này có vẻ là đến cái điểm hải sâm sao đỏ rồi. Lượm gần một chỗ luôn, bắt gần một chỗ luôn. Đây đây đây, còn nữa này. Wow. Rồi, đến cái điểm hải sâm sao đỏ thật rồi. Đây mọi người. Rất là nhiều luôn nha. Đây 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 nữa. Wow, 3-4 con luôn. Wow, đẹp quá. Giờ thì lấy cái vợt xuống. Đây, mở cái vợt này ra để kéo đi, để cầm lên tay luôn,
cái cá vực này thì chắc em sẽ cầm trên tay luôn để bắt hải sâm sau đỏ cho nó dễ hơn á mọi người. Ồ, đã quá, 3 con, 4 con mọi người. Ở chỗ này em gặp được 4 con luôn. Bây giờ thì đi uống nữa này. Ồ, đã quá, vừa bắt xong quay lại là gặp được ngay luôn. Này, ui, toàn mấy con to to không thôi. Hải sâm sao đỏ thì không biết thương lái người ta mua về để làm cái gì nữa, chứ ăn thì mấy anh em trong biển cũng không ai dám ăn cả. Ui, 40k một con hải sâm sao đỏ, 40k một con. 100 con thì mấy anh em cũng kiếm được khoảng 100 con, khoảng 4 triệu rồi mọi người. Ui, đã quá, 100 con thì được 4 triệu. Và hy vọng thì mấy anh em bắt sẽ nhiều để lên để được 100 con, lặn khoảng 2 tiếng rưỡi mà được 4 triệu thì cũng khá là vất vả ha. Đây, màu rất là đẻ. U nữa này, đây đây đây, dọi từ ở xe để thấy được con hải sâm sao đỏ rồi, tại vì nó màu đỏ, hơn nữa nó nằm lộ thiên ở bên ngoài không, nên rất là dễ thấy luôn. Cái vật em cũng để gần đây rồi. Đây, nữa nè mọi người. Wow, đẹp quá. Đây, nữa. Ui, nó nằm ở gần bên luôn, nó nằm gần kế một bên luôn. Có chỗ thì lượm được 2-3 con, 3-4 con. Ui, rất là đẻ ha. Đây, con biết mấy anh em ở bên trong có nhiều có gặp được hải sâm sao đỏ hay không, chứ bên ngoài em bắt cũng được gần đầy vợt rồi. Hy vọng thêm vài con nữa để đầy vợt. Đây, đẹp quá. Đây, đẹp quá mọi người. Đây, nữa này, 2 con. Đấy, em ra ký hiệu là được 2 con. Ủa, cá màu rất là đẹp luôn đó. Nó thật là món con này nếu mà ngâm rượu được, ngâm rượu để chân chơi thì có vẻ là đẹp đó. Nhưng mà không có biết uống có được hay không, tại vì cũng chưa ai ngâm rượu cái con hải sâm sâu đỏ này. Đây, được con mực lé. Rồi, được rồi. Hồi nãy thì xuyên một con mực lé để bị chạy mất tiêu, không có được. Giờ thì xuyên được con này để một chút nữa lên về nấu mì gói để ăn nữa. Đây, chỗ này lại gặp được một con cá mú én. Đi nãy giờ khá là lâu rồi, giờ mới được một con cá mú én đó mọi người. Giờ thì cũng có lẽ là cũng còn đến cái giờ lên rồi, tại vì mấy anh em đi khá là lâu. Trăng này có lẽ là thưa. Bội thu chỉ hải sâm sao đỏ với lại cá nắp nhím gai thôi. Đây, thôi, em Phú ở kênh cũng đã bỏ sợi dây tim xuống rồi, sợi dây đá rồi. Giờ thì mấy anh em sẽ đu lên và giảm áp từ từ ha. Tại vì hôm nay mấy anh em lặn nước khá là sâu, khoảng 16 cho đến 20 mét. Đấy, cho nên là phải đu lên từ từ, còn giảm áp nữa. Rồi, giờ mời cô chú anh chị lên kênh và xem thành quả cùng với mấy anh em trên kênh của em ha. Để xem tăng này thì mấy anh em bắt được bao nhiêu con hải sâm sao đỏ. Anh em thì cũng vừa lên xong ha, lặn kè thứ ba để lên rồi mọi người. Đây,
mình sẽ bắt hải sâm gai bỏ qua bên này để đổ hải sâm sâu xuống ha. Đây tăng giờ thì lại có dấu hải sâm sâu nữa. Một vợt hải sâm sâu nữa. Đây, hải sâm gai. Rồi giờ anh em sẽ đổ đồ đổ ké về ha, đổ ké về để vào vô trong vật. Chú Quốc đang đọp xe không? Hai con ha, về lặn nõn. Đây tăng giờ lại được thêm hai con ốc đu con nữa. Rồi đã quá. Quay là tốt à. Đây con này thì to hơn. Nhưng mà con này cái vỏ thì nó hơi mỏng một chút. Nó không được tốt bằng cái con này. Đây. Đỡ quá. Được một vợt cá nóc nhím. Đã bỏ bên sau này luôn. Bỏ bên sau này, bỏ cái xuống đây. Đó nào. Ý bo xuống cho nó gọn cái xong bo xuống cho nó gọn. Dạ. Đây. Đây giờ thì bỏ ốc xuống dưới ok ha. Đây, ốc bè. Ốc đu con. Hả? Chị ơi. Siêu to mini. Rồi anh em cũng dọn dẹp gọn gàng rồi ha. Rồi video lặn tăng thứ ba đến đây thì rất là dài rồi. Em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Tăng này lên thì khá là bội thu. Cảm ơn quý cô chú anh chị để xem và ủng hộ video của em. Nếu thấy video của em hay thì cho em xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ em ha. Rồi giờ thì em sẽ dọn dẹp khoanh dây lên để chạy về ghe lớn nha. Rồi chào mọi người, hẹn mọi người gặp lại ở video sau. Bye.